nói thêm về cái phần overlay này, mình có thể là copy một cái overlay để mà đem qua chỗ khác để khỏi phải mất công làm lại. Đó là có những cái trường hợp mà chúng ta cứ xài đi xài lại hoài một cái tựa đề nào đó, hoặc là một cái gì mà chúng ta đã viết vô trong cái phần trước đó, bây giờ mà phải mất công đánh đi đánh lại hoài mất công quá, thì chúng ta làm như thế này. Đầu tiên các bạn là chỉ vô trong cái mà mình muốn làm cái phiên bản cho nó đó ha, thì mình bấm nó vô cái cho nó đen ra, rồi mình mới bấm phải con chuột cho nó hiện ra một cái bảng chọn. Thì các bạn sẽ bấm tiếp vô trong cái chữ gọi là copy, copy rồi để đó. Rồi bây giờ mình muốn cho nó cái phần này mình muốn để ở chỗ khác, thì bây giờ mình đầu tiên là mình phải kéo cái con chuột này nè, kéo cái thanh thời gian này, cái vạch thời gian này này, kéo cái tới cái nơi mà mình muốn để cái đó, cái chỗ này, ví dụ chẳng hạn này, chỗ này đi. Thì sau khi kéo xong rồi thì các bạn lại chỉ con chuột vô ngay cái chân vạch đó đó, chỉ chuột vô, xong rồi các bạn lại bấm phải con chuột, nhớ nha, bấm phải con chuột bấm vô. Thì nó cũng lại hiện ra một cái khung tròn nữa. Thì bây giờ thì chúng ta bấm cái chữ paste, bấm vô đây paste, thấy chưa? Thì các bạn thấy là cả đám bên này đó nó chạy qua bên này. Nhưng mà các bạn nhớ mà khi mà mình mà copy qua là nó chỉ copy là cái gốc thôi, chứ nó không có lấy những cái mà hiệu ứng chuyển hình cho mình đâu. Muốn muốn gì thì mình phải làm lại, chứ còn nó thì không có lấy được mấy cái đó qua. Thì cứ thế đó. Đó là cái cách mà mình sẽ không phải làm mất công quá nhiều nha. Thì cũng cái cách mà copy mà paste đó vừa rồi, thì các bạn cũng có quyền mà copy những cái hình mà ở trên được. Ví dụ như mình có cái hình như thế này thì mình cũng làm cái kiểu đó để mà mình muốn cho cái hình này có nữa để xài nữa, thay vì mình kéo xuống thì mà bây giờ mình thấy mình cũng là làm biến phải trở tới trở lui á, thì thôi bây giờ mình bấm vô đây ha, chẳng hạn như cái hình này mà mình lại dùng cái chế độ như hồi nãy là bấm chuột phải rồi mới chọn cái là copy trước, rồi chưa? Rồi sau đó là mình mới bấm vô đây. Các bạn đến cái khúc sau này là tự động, đối với cái hàng mà hàng hình hình chánh ở trên đó là tự động nó sẽ xếp nối đuôi với nhau. Còn cái anh chàng mà overlay này thì không nha, mình chọn đâu nó nằm đó, chứ nó không có cái kiểu mà nằm đâu lung tung đâu. Thì các bạn cứ bấm một cái ra phía sau cùng này nè, rồi các bạn lại cũng bấm phải một cái rồi chọn chữ paste, thấy không? Đó là nó sẽ đưa cái hình này nè đến đây, và cứ thế các bạn sẽ đấy, đó là cái cách mà làm cho nó mau đó, mau việc đó. Bây giờ lại trở lại cái vận mà overlay này, thì hồi nãy đó, tôi đã nói đó, là mình muốn ở đâu đó, thì đầu tiên mình phải bấm cái vạch thời gian chỗ đó rồi thì mới cho nó vô được, thì đồng ý là nó sẽ như thế. Nhưng mà sau khi mà nó đã có được chỗ mà mình vừa ý rồi mà mình lại thấy mình cũng đổi ý kiến, mình muốn chỗ khác một chút thì làm sao? Thì bây giờ mình dùng cái chế độ gọi là di dời, dời nó đi. Dời đi bằng cách nào? Bằng cách là mình sẽ bấm vô cho nó đen ra, rồi bấm vô nó một lần nữa, bấm chuột trái đó nha, rồi giữ con chuột, rồi các bạn kéo, các bạn kéo và các bạn theo là những cái vạch mà xanh xanh này nó chạy theo nè, thì kéo tới đâu rồi thích chịu rồi đó thì buông tay ra, đó. Thì nó sẽ chạy theo tới đó cho mình, cứ thế. Các bạn dời tới chỗ nào cũng được cả. Ở đây chúng ta cũng nên biết rằng mặc dầu cái phần này á, là để dành cho làm tựa đề, tức là overlay để cho nó hiện lên trên cái màn phim chánh, nhưng thực ra nó không bắt buộc phải là cái tựa đề không đâu các bạn, mà chúng ta có thể dùng cái chức năng này để mà chúng ta viết những cái phụ đề, như là những cái lời ca hay là những cái chữ nào mà mình muốn nó hiện ra trên cái hình chánh đó thì cũng được nữa. Ví dụ như một bài karaoke, thì bây giờ thì ca sĩ hát ở dưới, ở trên là mình muốn có cái phụ đề cho cái tiếng Việt mình đó, để cho người ta vừa nghe người ta vừa thấy cái chữ luôn cho nó dễ, thì chúng ta sẽ làm dùng cái chức năng này mà chúng ta làm chuyện đó. Thì muốn làm như vậy thì các bạn cũng làm giống hệt như là mình làm cái title hồi nãy giờ mà mình đã biết rồi đó.
Bây giờ chúng ta làm thử một cái để mà rút kinh nghiệm nha. Thì bây giờ chúng ta ôn lại nè. Muốn làm thì chúng ta sẽ vô cái phần của overlay này và chúng ta sẽ coi cái điểm mà chúng ta muốn đánh cái câu mà chữ đó vô trong chỗ nào, thì chúng ta lấy một cái thời điểm, bấm bấm vào cái chỗ thời điểm đó, rồi chúng ta lên trên cái ở trên bấm vào chữ toolbox như mọi khi, rồi bấm create title. Thì ở đây thì chúng ta không có dùng cái chế độ là full screen title được, mà chúng ta phải dùng là title overlay. Bấm vô đây, bạn thấy không, nó hiện cái này hình này ra. Thì ví dụ như ở dưới này là ca sĩ nó hát cái này cái kia đó, thì chúng ta sẽ đánh cái lời ca đó vô đây để cho nó hiện ra cùng với tiếng hát của họ, để mà cái người nghe đó họ đọc chữ luôn. Cái này đọc không thôi nha, chứ không có hát theo được, bởi vì cái chữ nó không có bôi đỏ đi như là trong karaoke. Thì muốn vậy bây giờ chúng ta làm cái này thì chúng ta cũng làm bằng cách là chỉ con chuột vào trong cái khung này, và cái chữ đó chúng ta nó muốn nằm đâu thì chúng ta kéo cái ô nằm ở chỗ đó. Ví dụ giờ cho nó nằm ở dưới chân này thì chúng ta kéo bấm con chuột giữ chuột rồi kéo qua hết bên này, rồi kéo xuống như này thành một ô ha. Rồi tới đây thì bởi vì đây là cái ô mình đánh chữ cho nên là mình thấy cái lấy cái size nó nhỏ nhỏ thì nó mới tròn được cái câu. Rồi ví dụ như bây giờ chúng ta thấy nó đang ở cái size này là 100, kích cỡ này 100 lớn quá, giờ chúng ta cho nó xuống đi, cho nó xuống cỡ chừng độ 48 ví dụ đó ha. Rồi mình coi là một lát mình sẽ sửa lại, rồi mình sẽ là đã đánh cái lời ca vào đây. Giờ các bạn đánh thử đi, chẳng hạn một cái lời ca bất cứ nào đó đó hả. Cái chữ này nó lớn quá phải không các bạn? Bây giờ thì chúng ta làm cho nó nhỏ lại, làm cho nó nhỏ lại đi. Đó, nhỏ thật là nhỏ lại. Ví dụ vậy ha, nó mới đủ được cái bề ngang của cái này, bởi vì cái lời ca nó nhiều đó. Thấy không? Đó thì các bạn cứ đánh từ từ, rồi nếu mà hết cái này thì mình đánh mình xuống hàng ha, mình xuống hàng mình đánh đánh này kia. Sau khi các bạn đánh xong rồi đó thì các bạn sẽ cái kiểu chữ nếu mà mình không thích nó như hồi nãy đó, mình không thích thì mình sẽ highlight nó lên. Rồi mình kiếm ở bên này nè các bạn, mình kiếm cái kiểu chữ khác, kiểu chữ khác. Rồi cứ bấm vô rồi này kia nó sẽ đổi, nó đổi kiểu chữ cho mình. Chẳng hạn, đó thấy chưa? Đổi xong thì mình sẽ bấm vào đây cái cho nó để lấy xong rồi mình bấm OK. Các bạn thấy không? Đó, thì các bạn nhìn trên cái khung hình cho thấy trước này nè, là các bạn thấy cái chữ mà mình đang đánh đó, nó nằm chồng lên trên cái này. Đó, đó là một cái chức năng mà mình sẽ tận dụng. Thay vì mình viết một cái tựa đề lên đây thì mình lại viết một cái phụ đề nào đó trong cái hình mà mình muốn cho nó hiện chữ lên thì vẫn được như thường thôi. Khi mà đã có cái này rồi, ví dụ như một lát nữa là đến cái ca sĩ nó hát lại ví dụ như đó chẳng hạn, mà mình lại muốn lại cái câu này thì cũng dùng cái chế độ là mình copy sao lưu như là hồi nãy mình đã biết rồi đó, thì mình cũng làm giống hệt như vậy thôi, cứ chạy tới chạy lui như vậy. Và cũng trong cái lần bữa đề này là overlay này thì tôi cũng xin nói thêm một cái như thế này, là cái chỗ này nó không có bắt buộc chúng ta là phải chỉ dùng là để viết tựa đề hay là viết phụ đề không đâu các bạn, mà nó còn cho phép mình đưa vào trong cái lần này là hoặc á, là cái hình mình chụp hình bằng cái máy chụp hình á, gọi là hình still đó các bạn, hoặc là mình đưa vào trong cái lần này một cái đoạn phim video đàng hoàng thì nó cũng chấp nhận luôn. Nhưng mà nó có một cái điều kiện thế này, là khi mà mình cho vô trong lần này là nó phải ưu tiên, nó ưu tiên là nó chiếm màn hình, có nghĩa là nó che cái đoạn phim chính ở trên. Có nghĩa là khi chúng ta cho nó chạy thì nó hiện nó ra trước, bởi lý do nó đè lên cái này. Và mình muốn cho nó hai cái nó mờ mờ đều thấy hết cả hai cái, hoặc là nó sẽ hai cái đấy. Cái thì nó nằm ở một phân nửa thế này kia, thì cái chuyện đó mình cũng làm được. Thì ở làm ở một cái chuyện khác. Nhưng mà trên cái căn bản các bạn nhớ là tôi xin lặp lại cái là phụ thêm này đó, thì mình không phải chỉ để viết tựa đề hoặc là viết chữ vào đây đâu, mà mình có quyền cho vô là hình hình chụp hoặc là một cái phim vô đây đều được hết, nhưng với điều kiện là những cái đó nó sẽ hiện lên màn hình và nó che mất cái phim chính ở trên. Bây giờ chúng ta làm thử để thấy cái chuyện đó. Thì ví dụ như vậy thì bây giờ chúng ta lấy một cái hình này, ví dụ đó ha. Chúng ta mới
kéo nó đưa xuống dưới cái lằn mà gọi là cái lằn tựa đề đó, à, mang tiếng là cái lằn cho tựa đề, chứ thật ra là không, là cái hình cho vô vẫn được như thường. Ừ, thấy không? Các bạn thấy không? Là cái hình này các bạn thấy rõ ràng á, là khi mà cho vô á, là nó sẽ hiện lên liền và nó che mất cái phần chánh ở trên này rồi. Nếu các bạn kéo nó ra đây đi, chẳng hạn, hay mình kéo nó ra đây, mình sẽ thấy nó hiện ra chỗ này là của cái hình ở trên. Ừ, hình ở trên thấy không? Bây giờ mình lại kéo nó vô đây. À, như đây. Các bạn thấy không? Là trên cái khung hình này mình thấy rõ là cái hình mình mới cho xuống với cái lần tựa đề này á, nó đã chiếm cái ưu thế là nó hiện lên trên và nó che mất cái phần đằng sau. Thì cái chuyện đó thì không quan trọng gì hết. Mình chỉ biết cái ý niệm vậy thôi. Để buộc trong những bài sau tôi sẽ chỉ dẫn cái cách làm sao mà mình trộn hai cái lần này lại với nhau, là để cho nó chạy song hành với nhau. Thì cái nguyên tắc của nó như vậy. Rồi bây giờ chúng ta lại thử tiếp về cái chuyện hồi nãy mình nói hồi nãy đó, là hình hoặc là một cái đoạn phim, một cái movie cũng được nữa, cũng cho xuống cái lằn mà mang tiếng là cái lằn tựa đề này cũng được chứ thường. Đây chúng ta coi, bây giờ qua cái phần là phim ha. Bây giờ chúng ta lấy cái này đi ha, lấy cái đoạn phim nhỏ nhỏ này nè, mình mới cái lấy đoạn phim này kéo nó xuống đây. Ừ, các bạn coi, kéo nó vô nha. Ừ, thấy chưa? À, thì nó cũng sẽ là rớt ngay vô trong cái lằn dưới này liền liền. Ừ, nó sẽ nằm ở dưới song song với cái phim ở trên, nhưng mà nó cũng vậy, nó chiếm cái ưu thế là nó chiếm hết cái màn hình, nó che hết trơn cái phim chánh ở trên rồi. Bây giờ nếu mà có chạy thì mình chỉ thấy nó chạy cái của ở dưới thôi. Các bạn nhìn nhìn lên cái hình ở trên này thấy không? Nó sẽ thấy là cái đó là của cái mình mới đưa vô, còn những cái hình chánh ở trên nó, những cái phim chánh ở trên nó bị che che khuất hết rồi. Đó là cái nguyên tắc của nó. Nhưng mà tôi muốn kết luận với các bạn rằng mang tiếng là cái lằn tựa đề để mình viết này viết kia, nhưng thật ra mình có quyền thêm vô hoặc là hình chụp hoặc là phim vào đó, để rồi sau đó tùy theo trường hợp chúng ta sẽ xử lý. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu về cái chức năng là pan and zoom, tức là mở cái hình ra từ từ hoặc là cho nó lớn ra hoặc cho nó nhỏ lại. Thì đó gọi là pan and zoom. Các bạn sẽ thấy nó như thế này. Bây giờ nói ra thì nó cũng khó ha, bây giờ mình làm thì mới dễ thôi. Chẳng hạn như với một bức hình ở trên này chúng ta đang có là một bức hình. Ừ, thì nó cho phép mình làm pan and zoom là nó như thế này đây. Thì đầu tiên các bạn bấm double click, có nghĩa là bấm đôi vào nó nha, bấm đôi vào đó. Khi bấm đôi vào nó một cái như vậy thì nó sẽ hiện ra một cái khung hình, mà cái này nó gọi là pan and zoom. Nó sẽ hiện ra cái màn như thế này thì nó cũng hiện luôn một cái tấm hình mà mình đang muốn làm, là tấm này. Bây giờ chúng ta làm sao đây? Bây giờ mình muốn cho tấm hình này nó sẽ không có còn nguyên cái vị trí như là cái hình gốc đang có mà chúng ta cho vô, mà chúng ta muốn cho nó có cái sự chuyển động, hoặc là nó lớn hơn, hoặc là nó sẽ chuyển động từ từ nhỏ ra để mình coi nó có vẻ mà mỹ thuật hơn. Thì muốn như vậy chúng ta sẽ bấm vô trong cái ô mà có chữ Animate from Start to End. Vô đây, có nghĩa là mình sẽ làm cho nó chuyển động từ cái lúc bắt đầu mà đến khi chấm dứt. Thì mình bấm nó vô đây một cái cho nó có cái dấu chọn, và khi đó thì các bạn thấy là nó có cái chữ ở đầu là set start, có nghĩa là chúng ta thiết lập cái lúc bắt đầu chuyển động của nó là ở chỗ nào. Bây giờ chúng ta muốn cho cái hình này nó bắt đầu ở chỗ nào thì mình sẽ dùng thanh trượt này nè, hoặc là mình kéo vô. Các bạn thấy không, kéo vô thì nó nhỏ đi, thì mình muốn nó bắt đầu là nó nhỏ như vậy đi ha, để rồi á kết thúc á, có nghĩa là đến cái lúc mà nó ngừng lại á, thì nó sẽ ba lớn. Thì tùy mình, bây giờ chúng ta đã bấm được một cái là bắt đầu của nó rồi, là ấn định cho nó nhỏ như thế này. Bây giờ chúng ta bấm qua cái sau là set end, có nghĩa là thiết lập cái lúc mà nó chấm dứt là nó ba lớn. Bấm vô đây nha, bấm vô đây. Ừ, thì khi đó nó cũng cho một cái mặc định là nó như thế này, là cái hình gốc của nó như vậy đó. Thì mình muốn cho nó cỡ này thì mình để, còn bằng như mình muốn cho nó lớn hơn nữa thì các bạn kéo ra, kéo ra, kéo ra, kéo ra chừng nào á thì nó lại bự chừng đấy. Ví dụ như mình kéo tới cái mức bự quá như vậy ha, thì nó che mất hết trơn cái này cái kia, thì mình thấy nó cũng hơi khó chịu. Vậy thì bây giờ mình có thể dùng cái chức năng là mình chỉ cái con chuột vô trong cái hình đang có đây để thấy nó hiện ra là
một cái hình chữ thập mà có mấy cái dấu mũi tên ở đầu á, xong rồi mình mới nhấn chuột trái rồi giữ đó, rồi các bạn kéo nha, kéo xuống thấy không đó, kéo xuống hoặc là kéo qua hoặc là kéo lên tùy muốn cái chỗ nào á, thì cứ kéo kéo đến hồi mà mình thấy mình vừa ý thì thôi. Giờ ở đây thì tôi kéo cho nó xuống cho nó thấy rõ rõ đó. Đó là cái zoom đó các bạn, có nghĩa là mình phóng đại nó bự ra. Rồi sau khi mà mình làm rồi như vậy ha, mình biết kiểm tra lại coi nha, mình kiểm tra nó bằng cách nào, là mình bấm nó vô cái dấu play ở bên cái màn hình mà bên này là phía bên phải của bạn nè, nhỏ nhỏ là để mình kiểm tra coi nó hoạt động cách nào đây. Bây giờ mình kéo cái thanh thời gian này nè cho nó tới đây, cho nó tới ngay cái đầu này để mình mới kiểm tra được đó, ngay cái đầu của cái hình mình đang làm đó. Các bạn thấy không, khi mà mình kéo cái thanh thời gian này đến ngay cái đầu của khởi đầu của cái tấm hình mình muốn làm, thì ở trên cái hình mà biểu hiện này đó, biểu thị này á, các bạn đã thấy rằng nó đã làm theo đúng ý mình biểu nó, có nghĩa là bắt đầu vô là nhỏ cỡ này và cuối cùng á, là mày á, là phải chạy làm sao mà ra cho nó lớn, là nó cho nó lớn tới cỡ này thôi. Tới đây các bạn thấy là nó tới đây nó bị hiện ra cái hình của cái con nhỏ nào đó ở ở cái phần dưới phải không? Bởi vì chúng ta đã nói hồi nãy cái hình mà nó nằm ở dưới là nó có cái ưu thắng của nó, là nó sẽ chiếm màn hình, nó nằm ở trên, lý do là nó nằm ở trên, nó chồng lên trên, cho nên là mình cũng không có gì ngạc nhiên hết. Bây giờ mình kéo nó cái hình này tạm thời cho nó qua đây đi để mình thấy rõ cái chuyện mình đang đang làm đây nha. Rồi các bạn cho nó chạy nè ha, các bạn chạy coi để rồi thấy cái chuyện mình đang làm nha. Rồi coi rồi, các bạn nhìn trong cái ô biểu thị này nè, sẽ thấy nó đang chạy lần 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 từ từ từ, cái đó gọi là pan đó bạn, pan nó chạy thấy không, nó chạy ra đó. Nó chạy tới cái mức mà mình biểu nó là tới đây là xong phải không đó, có nghĩa là hồi nãy mình chọn đó, giờ nó qua hình khác rồi đó, cái đó là pan đó các bạn. Cho nên với cái pan này các bạn có thể là từ nhỏ ra lớn, hoặc từ từ bắt đầu vô thì mình đã cho nó bự thật là lớn, rồi cái cuối cùng đó là nhỏ, có nghĩa là mình kéo từ 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 vô đó. Đó là cái cách gọi là pan and zoom cho một tấm hình. Các bạn có quyền làm với cái hình chính ở cái lằn trên hoặc là với cái hình ở dưới ha, ở dưới này mình cũng làm như vậy được đó, các bạn thấy không, khi muốn làm cái hình nào mà pan and zoom các bạn có quyền là cứ bấm double bấm đôi vào nó ha. Đó, bấm đôi vào nó là nó sẽ chạy lên cái này cho các bạn làm. Bây giờ chúng ta có một cái pan and zoom đó, bây giờ mình muốn cho nó lại có một cái hiệu ứng khác, chúng ta muốn cái tấm hình này nó có một cái hiệu ứng khác ngoài cái pan và zoom, thì chúng ta sẽ có thể vào cái chỗ này, vào có cái hình mà cắm điện này nè, để chúng ta kiếm một cái hiệu ứng khác cho nó. Hiệu ứng này như thế này đây, ví dụ như bấm vô đây nha, các bạn bấm vô đây. Rồi ở trong này á, mình sẽ nó sẽ cho mình, nó cũng có cái mà cái pan and zoom hồi nãy đó là ở đây nó cũng cho nè, rồi nó cho chẳng hạn như là mấy cái hiệu ứng là như thế này thế này thế này, thì ở trong này tôi thấy nó cũng chẳng có cái nào mà hay cả. Rồi bây giờ mình coi có cái này quay đó. Ví dụ như các bạn muốn cho cái hình nó không có nằm đàng hoàng nữa mà nó nằm xoay như thế này đó, thì mình sẽ dùng cái chức năng là rotate, là quay, các bạn thấy không, nó quay ngược trở lên. Thì mình cứ bấm OK. Ví dụ giờ mình thử cái này thôi nha, bấm OK đi. À, thì khi mình bấm OK rồi thì nó lại mở ra cho mình một cái thông số để mà mình kiếm coi cái kiểu mà nó nằm cách nào. Ở đây nó cho mình thấy cái size là cái kích cỡ của cái hình mà mình đang làm á, là nó sẽ là lớn hay nhỏ. Các bạn sẽ kéo cái này á, kéo cái thanh trượt này nè đi tới, các bạn nhìn lên màn hình mà các bạn thấy kéo tới đâu thì nó bự ra tới đó, thấy không? Kéo nhỏ vô thì nó nhỏ lại, nhỏ vậy đó, kéo ra là tùy mình. Rồi cái đó là cái là bự về cái bề ngang, rồi giờ về cái bề dọc là cái hàng dưới nè, cái vertical này là cái bề dọc, mình cũng kéo kéo lên nào thấy không, cái lên thì nó giãn dài ra, rồi kéo xuống nào thì nó thun nhỏ lại chừng đấy. Cái đó là chiều đứng. Rồi về cái độ rotation có nghĩa là cái quay của nó đó, thì là bao nhiêu, thì ở đây nó cho mình cái thanh trượt này thì mà mình kéo thử nè, đó mình kéo như vậy á,
mình coi cái chỗ nào mà mình thấy mình chịu là mình để, chứ còn cái số là mình không cần biết số mấy, các bạn cứ kéo ra kéo vô như vậy đi ha. Sau khi mình đã chọn xong thì các bạn sẽ thấy nó có hai điều. Một là ở dưới cái tấm hình mình đang làm, nó có cái dấu hiệu của nó là cái gì đó ha, có cái chổi với cái gì đó mà của gọi là rotate đó. Nó có cái chổi với cái đồ hút rác đó thì phải, sao kỳ ha. Nó lại có cái vụ đó, có cái hình kỳ quá. Rồi, và ở trên này á, thì chúng ta đóng nó lại, coi như mình đã lấy rồi. Bây giờ mình cho nó chạy thử coi làm sao nha. Mình tới đây mình cho nó chạy thử coi sao. Đó, thấy không? Đó, thì có nghĩa là nó đưa một cái hình mà mình muốn lồng vô trong cái hình chánh ở trên, nhưng mà với một cái vị thế là nghiêng ngửa như vậy, chứ không có được thẳng thớm đàng hoàng, thì do mình dùng cái chức năng gọi là rotate. À, các bạn nhìn trên này sẽ thấy không, nó làm nghiêng nè. Rồi bây giờ mình thấy rằng cái chuyện này mình thấy nó, mình lại đổi ý kiến, mình nó thôi không không chịu, không muốn làm cái chuyện đó, thì làm sao? Thì các bạn bấm đôi vào nó. Đó, thấy không? Nó lên rồi đó, thì mình sẽ bấm trở lại cái dấu mà cắm điện hồi nãy. Để là mình trở lại cái phần cũ của nó, là cái phần mà rotate này. Thì ở đây á, thì các bạn chỉ việc là bấm vô cái dấu mà nó đã chọn ra nè, mình bấm vô đây, thấy không? Là nó mất cái dấu này. Mất dấu này rồi á là mình đóng lại. Là tức là các bạn thấy là bây giờ mình đã không chịu làm nữa, thì nó giờ mình cho chạy lại, các bạn sẽ thấy là nó sẽ không có nữa, thấy không? Nó mất rồi. Đó là cái cách mà mình không muốn làm nữa, mình sửa lại. Đó là cái chức năng mà rotate, mà tôi ví dụ là những cái hiệu ứng khác á, là mình dùng trong cái này. Nó cho mình cái gì thì mình làm cái nấy. Rồi bây giờ đến cái chức năng kế tới đi, bây giờ sẵn đây mình nói luôn cho nó dễ. Là bây giờ chức năng này các bạn bấm lên cái hình ở trên của cái đồ cắm điện này nè. Sau khi mình bấm đôi nó hiện lên cái khung này rồi, thì mình không có muốn làm pan and zoom á, thì mình sẽ để nó đó, mình không không rớ tới nó. Và mình lại làm qua cái này, mình bấm vô trong cái hình mà hai cái hình vuông này nó chồng vô nhau á, thì bấm vô đây nha, bấm vô đây thì nó sẽ có một cái mẫu, nó cho thấy là cái hình mà mình muốn làm này nè là nó đang nằm ở cái vị thế này để mà chồng lên cái hình chánh ở trên. Rồi cái mình muốn nó nằm ở đâu thì do mình chọn lấy. Nhưng mà trước khi làm cái gì đó, các bạn sẽ phải bấm chọn vô trong trước cái chữ là Enable Picture in Picture, có nghĩa là mình sẽ kích hoạt cái chế độ là hình lồng trong hình trước cái đã, nó mới mới thấy được và nó mới hoạt động được. Bấm vô đây nha, bấm vô đây. Khi bấm vô đây rồi các bạn mới thấy là cái hình mình muốn làm việc đó thì nó sẽ được lồng lên trên cái hình chánh, và nhìn lên cái màn màn biểu thị này, các bạn thấy là cái hình, cái con nhỏ này đó bây giờ nó nằm ở đây trên góc này, đúng như cái mà nó đang cho mình làm mẫu đây. Nếu mà mình chịu nó nằm đây rồi thì thôi, thì khỏi phải nói, không có không thành vấn đề, không nói gì cả. Nhưng bây giờ mình lại không chịu cái chuyện đó, mình muốn dời đổi nó chỗ khác thì làm sao? Thì các bạn sẽ chỉ cái con chuột ở trong cái hình phía bên bên trái này nè, tức là mình làm cái gì thì làm trong cái ô bên trái, còn mình coi á, mình kiểm soát cái kết quả là phía bên phải. Mình chỉ con chuột vào trong cái hình lồng đó, rồi mình bấm con chuột ha, rồi mình mới kéo ra, các bạn kéo lôi nó tới đâu thì tùy, do ý mình, cho mình thấy được thì thôi. Đó, được, các bạn nhìn qua cái màn hình biểu thị thấy không, nó đã chạy qua đây rồi. Rồi bây giờ mình muốn cho nó bự hơn chút nữa. À, thì bây giờ mình chỉ con chuột vô trong mấy cái cục này nè, cục nào cũng được hết. Thì các bạn còn sẽ thấy nó là hiện ra một cái vạch có hai cái mũi tên. À, thì một là mình kéo lên, thấy không? À, kéo lên thì nó sẽ dài bự ra, hoặc là mình kéo xuống nó nhỏ xíu. Rồi muốn cho thu nhỏ lại thì ở cái cục khác mình gom nó vô có một chút chỗ này thôi. Đó, đó là đại khái là vụ mà gom cho lớn, gom cho nhỏ lại hoặc là mở cho lớn ra là cái này. Rồi nếu mà mình chịu cái đó là cho nó nằm đây. À, mình nằm đây cho dễ thấy, mình màn hình đó cho nó nằm ở trên này nè, cho nó dễ thấy. Là xong một việc rồi, để đó nha, chưa đâu. Ở đây á, thì nhìn qua cái phần phía bên trong cái ô làm việc này, các bạn thấy là nó cho mình hai cái việc khác, mấy cái việc khác nữa. Đây,
Các bạn thấy là chẳng hạn như ở cái border, nó có nghĩa là cái viền mà xung quanh của cái hình này đó, à, là mình muốn nó có cái viền đó là cái hình gì, màu gì. À, thì ở đây á, thì nó đã chọn cho mình là cái màu trắng, có nghĩa là không có màu gì cả. Có sao thì hưởng vậy chứ không có màu gì hết. Tuy nhiên lại muốn có một cái gì đó, cái màu gì đó có theo ý của mình. Thì mình bấm vô đây, à, thì nó lại hiện ra một cái bảng màu. Rồi từ đó là mình lại chọn, ví dụ như tôi chọn có màu cho dễ thấy là màu đỏ đi ha. À, chọn màu đỏ xong thì mình bấm OK. À, thì tức là mình đã chọn cái viền này nó màu đỏ. Thì các bạn nhìn lên trên cái màn biểu thị đó, các bạn thấy không? Bây giờ nó xung quanh hình này nó đã có một cái viền màu đỏ rồi. À. Và khi đã chọn được cái viền như vậy rồi thì nó lại cho mình chọn cái kích cỡ, cái chiều dày của cái khung mà viền đó là nó bao nhiêu. Ở đây thì chẳng hạn như mình cứ kéo nha, mình cứ kéo ra chừng nào, các bạn nhìn màn hình thấy không, kéo ra chừng nào thì nó bự chừng đấy, bự kéo vô nào thì nó nhỏ đấy, mà kéo tới huốt luôn á là không còn gì cả. À, thì có như không. À, thấy chưa. À, giờ mình chạy, giờ mình muốn chừng này coi cho được được vậy thôi ha, nhưng đó cho thấy rõ rồi. Rồi đến cái phần thứ nhì là transparency, có nghĩa là cái độ trong suốt của cái viền đó, là muốn cho nó trong hoặc là thấy rõ. À, thì bây giờ mình cứ việc kéo, các bạn cứ kéo thử. À, thấy không? Bây giờ mình kéo ra chừng nào thì nó trong chừng đấy, nó trong suốt tới cái mức là mình thấy cái được cái hình đằng sau, thấy không? Mặc dù nó đỏ vậy thiệt, nhưng mà mình nó làm như là một tấm kính màu á, mình nhìn qua mình thấy cái đằng sau. Cái đó gọi là cái độ trong suốt đó bạn. Mà nó trong tới cái mức huốt luôn á thì coi như không có gì, không ăn thua gì cả, không gì có gì xảy ra cả. Rồi bây giờ đến cái phần thứ ba là cái phần sharpness, là cái phần này là nó có nghĩa là màu đó, cái viền đó là nó mềm mại hay là nó cứng, khó dịch có phải không. Bây giờ mình cứ kéo rồi mình mới biết, kéo ra các bạn nhìn ở trên đó thấy nó làm sao. À, thấy không? Nó kéo ra tới huốt thì nó hơi mờ 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 phía ngoài phải không, mà kéo vô nào thì nó rõ nét đấy, cho nên là thì nói chung thì mình cứ việc kéo đi, kéo tới chừng nào mình thấy được có thì thôi. À, được thì thôi nha. Rồi bây giờ cái phần chót của trong cái ô border này á, là nó cho mình chọn cái là cái góc của cái hình này nè, của cái viền này đó, là nó cho mình chọn là nó tròn nữa. Ở đây thì cái mặc định đó là cái góc của nó là nhọn, tức là hình chữ nhật. Ừ. Bây giờ nó cho phép mình làm cho cái góc nó tròn lại. À, thì bây giờ muốn vậy thì các bạn bấm vô đây, bấm chọn vô trong cái chữ rounded corner này. À, rounded corner có nghĩa là những cái góc mà nó tròn. Thì mình bấm vô đây các bạn sẽ nhìn vô thấy. Rồi bây giờ qua cái shadow, shadow này là có nghĩa là cái bóng đổ của cái hình mà mình lồng vô đó, cái hình lồng này. Thì mình cũng cứ thử vậy đó, các bạn cứ việc bây giờ muốn cho cái bóng đổ nó là màu đen hay là màu khác thì mình cũng bấm vậy đây, rồi mình mới kiếm 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 mấy cái màu khác. À, thì kiếm một cái màu nào đó tùy, bây giờ chưa cứ cho màu đen đi nha, màu đen. Rồi. Rồi cái bóng đổ về cái chỗ nào? À thì mình sẽ bấm vô mấy cái cục tròn tròn xung quanh cái chuẩn này. Chẳng hạn như muốn cho cái bóng nó đổ về phía bên tay phải mình mà nằm xích xuống dưới. Các bạn nhìn trên hình thì sẽ thấy rõ cái chuyện đó. Thì mình bấm vô cục này, mà muốn cho nó cái bóng đổ mà nó lên trên đầu đi, mà bấm vô đây, các bạn thấy không, là nó đã cái bóng đó là đổ lên trên đầu rồi. Rồi mình chẳng hạn như là muốn cho nó qua phía bên này, à, thì nhìn đây thì nó qua bên này, tức là nghĩa là nó theo cái chiều ánh sáng mà mình muốn cái ánh sáng nó nằm ở chỗ nào. Rồi bây giờ cứ cho nó nằm ở đây để cho dễ như mọi khi, cho nó dễ thấy cho đẹp hơn ha. Giờ đó thì cái bóng đổ nó đổ về hướng này. Thì bây giờ nó cũng cho mình cái distance, có nghĩa là cái khoảng xa của cái bóng đó, nó đổ ra xa hay gần. À, thì bây giờ mình cũng kéo, các bạn cứ kéo tới đâu thì nhìn thấy tới đó nha, như mình kéo tới huốt đó, rồi nó ra tới ngoài này nè, rồi kéo đây đây cứ thế ha. Rồi bây giờ cái transparency là cái độ trong suốt của nó, là muốn cho nó trong hay là nó không, nó rất là đậm đặc thì mình cũng kéo kéo vô chừng nào thì nó đen thui, thấy không, không có thấy được cái màn hình đằng sau, cái tấm màn đằng sau. Mà bây giờ mình kéo ra thì các bạn thấy nè, thấy nó hơi mờ mờ và nhìn ra đằng sau thấy có tấm màn đó. Thì đó là cái cách mà chúng ta đang làm cái gọi là hình lồng trong hình. Và bây giờ cái hình mà chúng ta muốn lồng này, muốn cho nó hiện ra trong bao lâu thì do mình, là bằng cách là mình cứ bấm vào trong cái hình mình mới làm rồi đó. Rồi các bạn kéo ra tới đâu á thì
nó sẽ hiện trên màn hình tới đó nó mới hết. Còn ví dụ như mình để ngắn như thế này thì nó kéo nó có hiện ra một chút xíu thôi là nó hết liền. Mình cho nó chạy coi thử nhìn trên màn hình đó các bạn. Các bạn thấy không? Đó nó hiện ra thấy không? Đó, rồi có chút xíu là hết rồi. Nhưng bây giờ mình kéo rồi kéo tuốt nó qua bên này. Rồi buông ra thì các bạn sẽ thấy là nó chạy qua tới bên này luôn. Khi nào mà hết hết của nó là nó mới chịu nghỉ. Đây. Các bạn nhìn vô, thấy không? Nó hiện ra đời đó. Và của nó tới đâu đây nó mới hết. Thì ở trên thì dù cái hình chánh nó có đổi gì đổi nó không ăn thua gì tới nó vẫn cứ nằm đó. Đó. Thấy chưa? Nó cứ nằm riết đó thôi. Nó chừng chừng nào mà nó hết rồi thì nó mới sẽ tự hết. Thì cũng trên cái nguyên tắc đó, các bạn muốn cho nó hết mà đừng có bất ngờ quá, chẳng hạn như ha, tới đây nè, đó, tự nhiên nó mất một cái rụp, thấy nó có vẻ nó cũng hơi bất ngờ quá, thì mình lại cho nó một cái hiệu ứng mà chuyển hình đó các bạn. Sau khi mình là làm được cái này rồi thì các bạn sẽ bấm cho nó xuống, thì bấm xuống thì nó sẽ hiện ra một cái bảng cho mình kiếm cái chỗ mà hiệu ứng chuyển hình là cái này nè, cái hình mà nó hơi răng răng này nè, bấm vào đây. À, thì từ đây chúng ta lại mới đi kiếm tới những cái chế độ chuyển hình khác để mà mình cho nó vô đó. Ví dụ à, ví dụ nha, để mình coi cho nó ra làm sao. Các bạn cho vô chỗ cái đuôi nữa nha, của nó đó ở dưới ở trên cũng được hết thấy không. À, giờ mình coi nó chạy như thế nào nha. À, coi à, tới đây các bạn nhìn cái hình lồng này nè, đó thấy không, đó cái hình lồng này là nó sẽ từ từ nó mất đi thì mình coi nó mới được. Và muốn cho nó từ từ chừng nào thì mình lại kéo cái hiệu ứng vừa mới cho vô đó kéo ra cho nó lâu hơn một chút thì nó sẽ chậm hơn để mà coi nó khỏi giật mình đó, các bạn coi lại nha, đó, thấy không, nó quét từ 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 nó mất đó. Thì cái phần đầu khi mà vô phần đầu của cái hình đó đừng cho nó nhảy cái đùng ra một cái giật mình cả đám đó, thì mình cũng làm cái kiểu đó. À, thì mình cũng đưa một cái hiệu ứng nào cho vô đây để coi cho nó hay hay, ví dụ như tôi cho vô trong đầu cho nó chạy coi làm sao, nhìn lên màn hình coi như thế nào, bạn có thấy không, đó mở ra từ từ đó. Cho nên đến đây tôi có thể kết luận, tạm kết luận với các bạn là chúng ta vừa nghiên cứu xong cái cách là làm cái hiệu ứng là lồng hình trong hình hoặc là lồng hình trong phim. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn về những cái hiệu ứng chuyển hình để mà sử dụng cho một tấm hình. Bây giờ chúng ta lấy một cái hình này đi, bây giờ chúng ta có một cái hình là của một cô bé này để mà lồng vào trên. Coi như chúng ta đã biết làm mấy cách mà gọi là pan and zoom rồi đó ha. Thì bây giờ chúng ta lại trở lại để mình làm cái gọi là picture and picture, có nghĩa là hình này nó lồng vào trong cái hình kia mà nó không phải nó chiếm hết cái màn hình như thế này. Chúng ta muốn gom lại cho nó nằm chung trong một cái hình kia, vừa thấy hình hình chánh mà vừa thấy cái hình mà mình lồng vô. Thì muốn làm như vậy thì chúng ta vào đây, chúng ta sẽ bấm vào trong cái hình mà có hai cái hình vuông nó chồng vào nhau như thế này, chỗ này thì mình bấm vào đây thì mình sẽ thấy là nó sẽ hiện ra cho mình một cái hình mẫu nếu mà mình có thể làm được. Thì các bạn sẽ thấy là giờ mình sẽ kéo, mình muốn cái hình nó nằm ở chỗ nào ha thì mình sẽ kéo nó đến đó. Chẳng hạn như giờ mình muốn nó nằm ở chỗ này, tại vì bây giờ nó nằm ở đây, thì nó sẽ nó nằm phía bên này của cái tấm hình chánh. Các bạn nhìn qua cái màn hình biểu thị phía bên này thì thấy cái hình mà mình sẽ kéo nó nằm ở chỗ này. Thì mình ví dụ như mình muốn cho cái hình này nó nằm chung với hình này, mà làm sao mà để mình vừa coi cái này mà cái kia được, thì mình cứ chỉnh chỉnh trong cái hình mà phía bên trái của bạn đó. Bây giờ mình muốn cho cái hình này nó nhỏ lại một chút ha, nhỏ lại thì mình sẽ chỉ cái con chuột vào trong mấy cái cạnh của nó đây rồi mình gom lại cái kéo lại. Các bạn buông ra thì thấy ở bên này nó sẽ cho mình thấy ngay. Ở đây mình cũng gom lên trên, thấy chưa, tức là nó là theo cái kiểu này là nó sẽ nằm chỗ này, mình cho nó nằm ở đây nhưng mà mình lại không muốn, mình cho nó nằm lên trên cho dễ thấy một chút. À, thì mình lại chỉ vào trong cái hình phía bên trái này này mình làm, bấm con chuột và mình kéo nó lên, kéo lên khi nào mà mình thấy mình vừa ý thì thôi. Đây là cái mà mình đang làm cái gọi là hình lồng trong hình, picture in picture, và nó sẽ cho mình những cái chế độ như là đã biết rồi đó hả, là mình sẽ lấy cái chiều rộng chiều cao của nó như vậy đó ha? Là như như thế mình đã thấy rồi.
Cái phần này là nó cho cái phần là những cái viền mà chúng ta đã học trong, đã biết trong cái bài trước. Cái chuyện đó là bây giờ nó đã qua rồi, bây giờ chúng ta là nghiên cứu đến cái cách khác, là chúng ta muốn cho cái tấm hình này nó hiện, nó lồng trên cái hình chánh mà nó rõ nét hay không, hay là mình có thể thấy được cái đằng sau của nó, cái hậu cảnh đằng sau của nó. Thì muốn vậy thì mình xài cái chế độ gọi là transparency, tức là cái độ trong suốt của cái hình này. Thì các bạn cái việc bấm con chuột vào trong cái thanh này nha, cái thanh trượt này nè, rồi mình cứ kéo ra kéo vô, kéo ra chừng nào thì nó sẽ trong đi chừng đấy. Chứ coi nè, bây giờ mình mở, bỏ tay tay ra thì mình sẽ thấy là nó trong đi, kéo ra nhiều để cho thấy rõ hơn. Các bạn nhìn trên cái màn hình biểu thị phía bên phải đó, bạn thấy nó giờ nó đã nhập vô trong cái tấm màn đằng sau rồi, tại vì cái độ trong suốt nó nhiều quá rồi, không thấy gì nữa, đến mức là không thấy gì hết, mất tiêu luôn, thấy không? Cho mình phải kéo những cái mức mà mình có thể chấp nhận được, chẳng hạn như là nó vừa vừa vậy đó, mà mờ mờ đó ha. Đó là áp dụng cái chế độ gọi là trong suốt, để mà mình cho một tấm hình nó lẫn lộn ở trong trong cái nền của một cái hình chánh ở trên đó, đó. Cái đó là mình đang xài cái chế độ trong suốt. Rồi xong, bây giờ thì chúng ta có quyền thêm cho nó nhiều hiệu ứng, chứ không phải hiệu ứng như thế này rồi là thôi. Bây giờ chúng ta muốn cho nhiều hơn nữa thì bây giờ chúng ta sẽ bấm tiếp vào trong cái hình này nè, cái hình mà có cái đồ cắm điện á, bấm vào đây. Thì hiện tại bây giờ nó cho mình biết ha, là mình đang chọn cái chế độ gọi là picture picture đó. Thì nó có cái dấu chữ V, có nghĩa là chúng ta đang chọn, mà bây giờ chúng ta đổi ý kiến, chúng ta không muốn chọn nữa, không có muốn làm cái chuyện mà lồng hình vô nữa, thì chúng ta bấm bấm vô đây một cái cho nó mất đi. À, thì nó sẽ trả lại cái nguyên vị của nó, có nghĩa là một bức hình lồng ở cái lằn dưới. Và như đã các bạn đã biết là nó sẽ chiếm cái ưu thế là nó sẽ chiếm hết cái màn hình, nó che cái hình ở trên. Rồi bây giờ chúng ta trở lại là chúng ta cho nó ở cái chế độ là hình ở trong hình, là bấm vô đây nha. À, bấm vô đây, còn thấy không? Thì tức là nó đã trở lại với cái mà chúng ta đã làm nãy giờ, là một cái hình lồng trong cái hình chánh này. Rồi mình thấy là nó có cái mờ 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 sau mà theo cái chế độ trong suốt mà mình đã chọn hồi nãy. Thì bây giờ chúng ta nghiên cứu trong này chút xíu đi, để mình thấy được nó rõ hơn cái chuyện làm của chúng ta. Bây giờ trong này các bạn thấy nó hiện ra cái phần đầu là position, có nghĩa là cái vị trí của cái tấm hình mà mình lồng vô này nè, là nó nằm ở đâu. À, thì mình cứ việc mình kéo cái thanh trượt hồi nãy là mình kéo thẳng trong cái chỗ làm việc, tới đâu cơ mình thả tới đó thì nó dễ. Còn ở đây thì nó cũng cho mình cái này để mà mình kéo bằng cái thanh trượt này, để cho nó đi tới cái chỗ nào mà mình muốn, chỗ khác. Ví dụ như bây giờ tôi kéo qua đây, thấy không, các bạn thấy nó chạy nè. À, kéo cái thanh trượt này thì nó sẽ chạy chạy cái chừng nào mà mất thì thôi, và nó chạy theo cái kiểu gọi là bề ngang. À, nó cho mình chọn cái bề ngang, hoặc là tôi muốn nó bên này, à, tôi để đó, à, cũng được. À, rồi cái vertical là có nghĩa là cái chiều đứng bây giờ muốn nó nằm chỗ nào thì cũng kéo đi, nó mình kéo, không, kéo qua đây thì nó chạy xuống như này, rồi kéo ấy giờ nó chạy lên đó, thì cứ chạy đâu tùy mình. Nó bây giờ tôi cho nó nằm chỗ này đi ha. Rồi cái size có nghĩa là cái ở kích cỡ của cái hình mà mình vừa mới lồng đó, thì các bạn thấy có chữ wide có nghĩa là chiều chiều rộng. Giờ bây giờ mình sẽ kéo cái này ha, rồi mình cứ coi, mình coi thấy mà cái nào mình chịu thì thôi. Nhưng mình kéo ra đây thì thấy nó mở theo cái bề ngang. À, rồi ví dụ như mình kéo cái hàng dưới là cái chiều cao á, thì mình kéo ra đây thì nó theo cái chiều chiều cao, cho nên cái tấm hình nó lại bự ra. À, chỗ đó là cho mình chỉnh, nhưng mà nãy giờ thì mình đã làm rồi thì nó nhỏ nhỏ này cho nó dễ ha. Đó, vậy rồi xuống phần kế tiếp. Sở dĩ tôi phải nói cái điều này với các bạn là để các bạn tập cho quen ha, cho quen với những cái thông số trong những cái bảng mà nó cho mình chỉnh sửa như thế này. Ở chỗ những cái phần khác nó cũng na ná như vậy đó các bạn. Để rồi giờ các bạn biết một cái này thôi thì các bạn sẽ làm được ở những cái phần khác. Cứ thấy vậy là làm như vậy ha. Cái cropping này là cropping, có nghĩa là mình sẽ cắt cái hình mà mình muốn làm đó đó. Cắt như thế nào? À, khi mà chẳng hạn như là nó có hai cái thông số là cái top, có nghĩa là cái chiều chiều ở trên, rồi cái bottom là cái phần ở dưới. À, bây giờ cái left là phía bên trái và cái right là phía bên phải, thì mình cứ việc kéo kéo từng cái. À, bây giờ mình muốn kéo cái phần trên là cái phần top, thì các bạn cũng bấm vô rồi các bạn kéo.
Rồi các bạn dòm ở phía bên phải trên cái màn hình biểu thị để thấy rằng cái chuyện của mình là nó làm cái chuyện như thế nào. Bây giờ mình kéo vô thấy không? Đó, mình kéo vô tức là nó đã cắt bớt cái những cái phần ở trên rồi. Đó, nó kéo thấy không? Cắt đến mức mà tới đây là xem như không còn cái gì cả. À, tới 100% là coi như sạch bọc, không còn gì hết. Cho nên giờ mình phải kéo lại đến cái ý mà mình muốn. Ví dụ như mình chỉ muốn cắt lấy có cái mặt của cái con nhỏ này thôi, còn mấy cái vụ vòng vòng đó thì không cần, thì mình để vậy. Rồi giờ tới cái phần ở ba đồng, có nghĩa là phần ở dưới cắt lên tới đâu đó, thấy không? Các bạn nhìn đi, từ từ nhìn thấy không? Cắt lên, tôi muốn cắt tới đây thôi, lấy một cái mặt vậy thôi, rồi chưa? Rồi vừa xuống cái lép, các bạn bấm này này, xuống cái lép tức là phía bên trái mình cắt làm sao, kéo vô thì nó thung vô từ từ nè, nó vô tới đây chỉ còn có tới đây. Rồi cái phía right là phía bên phải của nó, giờ mình cắt vô lần lần tới đây, các bạn thấy không? Đó, từ một tấm hình nguyên mà mình đã áp dụng cái chế độ là cropping này, thì mình chỉ cắt lấy một cái phần nào mà mình cần mà thôi. Ừ, thì mình sẽ để cái phần đó lại. Đó là cái phần cropping đó các bạn. Bây giờ thì chúng ta trả lại cho nó nha. Trả lại để mình làm việc cho nó rõ ràng hơn đó. Rồi, bây giờ nãy giờ cho nó nằm đây là nó như cái nãy giờ từ đầu đó. Rồi xuống phần dưới, tiếp tục các bạn bấm vô cái cục đen đen này nè để cho nó chạy xuống, để cho nó đủ hết. Rồi tới cái phần gì đây? Tới cái phần là cropping, cái corner curve này, nó trong cái phần cropping này nó còn có cái corner curve, là cái phần này á, là nó nói về cái góc của cái tấm hình này nè, cái góc của tấm hình mà mình lồng vào đó, thì bắt các bạn cứ việc kéo ra ha, thấy nó thấy không? Nó cắt thành một cái góc, không phải góc nhọn nữa, mà kéo ra chừng nào nó cắt tròn cỡ nó ha, giác này nó cắt tới đây 100% là nó ra cái hình như vậy đó. Thì cái này thì mình tùy tùy cái trường hợp mình muốn nó làm sao thì cứ rồi nha. Đó là cái corner curve, là cái độ cong của cái góc góc hình. Rồi kế tiếp tới là cái phần video. Video này thì nó nói như là cái phần mà nó nói tên chung vậy đó, chứ không phải là phim ảnh gì đâu, mà nó nói có nghĩa là cái hình đó đó, hoặc là cái đoạn phim ở đó đó. Bởi vì có nhiều khi mình đang làm cho một cái đoạn phim ở dưới này hoặc là ở trên này. À, thì nó nói tên chung. Thì ở đây mình đang làm cho tấm hình này mà. Thì cái đây là cái độ mập trong suốt, transparency. À, thì giờ mình nãy giờ mình đã chọn là cái mức mà mờ mờ này là ở đây nó đã tính ra cho mình là 51, tức là ở nằm đây. Giờ mình muốn mờ hơn nữa, đó, thì các bạn thấy không? Kéo ra. À, kéo ra thì nó nhòa nhòa tới cái mức mà nó lẫn lộn luôn vào trong cái cảnh, vô trong cái hậu cảnh luôn, không thấy gì hết. À, cho nên giờ mình phải kéo ra. À, kéo ra, ví dụ như mình kéo vô tới đây, càng vô thì nó lại càng đậm đặc ra, cho nên bây giờ thấy rõ nét hơn, không có còn mờ như hồi nãy nữa. Thôi bây giờ chúng ta trả lại để mà mình nghiên cứu. Bây giờ đến phần border. Border các bạn thấy ở đây là mình nó đã ở trong cái thế số 0, có nghĩa là không có gì hết. Ừ. Border có nghĩa là cái viền xung quanh của cái hình đó, cái hình mà mình lồng vô đó nha, chứ không phải là cái hình chánh gốc ở trên này. Thì bây giờ mình cứ việc kéo đi. Bây giờ mình nói chung các bạn thì áp dụng cái chế cái cách có nghĩa là cứ kéo, kéo ra kéo vô, khi nào mà thấy được thì thôi, cái nguyên tắc đó mình làm hoài vậy hả. Kéo ra các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy là cái chiều cái viền á, cái viền ở đây nó cho mình là đầu tiên nó là cái bên phía của chiều dài trước cái đã. À, thì mình thấy bây giờ theo cái chiều dài như vậy nó đã có hai cái viền của hai bên rồi đó, thấy không? Bây giờ mình kéo ra chừng nào thì cái viền nó bự chừng đấy. Ừ. Ví dụ như mình chỉ cần có cái viền này thôi thì mình không làm cái hàng dưới là của cái chiều cao. Ừ. Mà bây giờ mình cần nữa, cần thì mình làm tiếp. Bây giờ hai như các bạn kéo ra nè, rồi dòm trong cái hình đó thấy không? Giờ nó lại ra được cái viền đủ hết trơn cho cả đám á. Đó. Cho nên tùy cái nhu cầu mình muốn cái nào thì cứ cứ thế mà kéo tới kéo lui nha. Và ở đây thì mình thấy là nó đang chọn cho mình cái color, là cái màu đó bạn, là nó đang chọn cho mình cái màu trắng. Cho nên các bạn thấy cái viền này đó, nó đang nằm ở trong cái chế độ là màu trắng. Bây giờ các bạn muốn đổi cái màu này thì dễ, thì cũng như đã học rồi nè, bấm vô trong cái khung hình màu này của nó, bấm cái thấy chưa, nó lại hiện ra một cái bảng màu cho lựa chọn. Ví dụ như mình lựa chọn cái màu đỏ này đi, thì nó sẽ, rồi bấm ok nha, thì nó sẽ ra cái màu đỏ. Thì khi đó ở đây nó biến đổi ra cái màu đỏ cho mình liền. Ừ.
Rồi cái màu đỏ này là cái chữ softness, nó có nghĩa là cái độ mềm dịu của cái màu đó là nó như thế nào. Thì mình cũng việc kéo ra kéo vô để mà thấy thấy chịu cái nào thì để cái đó kéo ra thử coi là làm sao đây. À thấy không? Kéo ra nhiều chừng nào thì cái màu đó đó nó làm như là nó nhẹ nhàng ra chứ nó không có gắt như thế này, phải không? Nó kéo vô thấy nó gắt. Nó có góc có cạnh rõ ràng. Đằng này giờ mình kéo ra thì thấy nó có dễ chịu một chút, nó nhòa nhòa vô. À, thường thường chắc có lẽ chúng ta cũng nên xài cái này phải không? Rồi, thì bây giờ tiếp đến cái phần là cũng là transparency, có nghĩa là cái độ trong suốt của cái viền này nè, mình muốn cho nó trong cách nào. À, giờ mình kéo đi, cứ kéo là sẽ thấy kéo tới cái mức mà 100 là rồi, coi như không có gì cả, coi như công gốc phải không? Bởi vì nó đâu có ăn thua gì đâu. Nhưng mà bây giờ mình kéo trở vô thì nó sẽ trả lại để rồi mình cứ thấy thấy cái nào nó trong suốt vừa vừa hay là theo ý mình thì lấy. Rồi. Xong phần đó, bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Bấm vô đây, bấm cái cục đen này cho nó lên hết, chừng nào nó hết cái tùy chọn thôi. Cái thông số của nó thì mình nghĩ. Cái shadow thì các bạn cũng đã biết rồi, có nghĩa là cái bóng đổ của cái hình này, à, nó cho phép mình là chẳng hạn như là à, về chiều ngang, à, thì cái bóng đổ nó như thế nào thì mình kéo nè. Và ở đây, kéo nha, kéo ra kéo kéo vô đi có nó làm sao nó, các bạn thấy không? Cái bóng đổ đó nhìn lên cái màn hình là sẽ thấy cái chuyện đó nó đổ qua phía bên bên trái phải không? À, à, nó bộ đổ qua rồi mình ví dụ như giờ mình chịu vậy đi, mình cứ để vậy để coi làm sao. Rồi cái vertical nó có nghĩa là cái theo cái chiều cao thì mình kéo thử coi làm sao. À, kéo thử thì nó lên lên trên phải không? À, nó lên trên, nó dẫn cái bóng đổ đó đi lên trên, nó chéo về đó. Còn muốn ấy thì kéo kéo qua đây thì nó xuống dưới. Cứ thế các bạn cứ tùy theo của mình, nhưng mà biết cái công dụng của cái phần này là được rồi nha. Còn cái màu đen, cái màu dưới mà của cái bóng đổ đó là ở đây nó cho mình cái màu đen. Thì cũng vậy, các bạn muốn đổi màu thì cứ bấm vô đây ha, rồi lựa một cái màu nào đó trong này rồi bấm ok thì nó sẽ ra cái màu đó cho mình. Và cái phần mà cũng giống như cái ở trên thì nó cho cái softness là cái độ mà màu nó dễ chịu hay là nó gắt quá này kia đó. À, thì cũng cái này ha, thì cứ kéo sẽ thấy. Rồi bây giờ là đến cái của dưới chót của nó là cái cũng cái độ trong suốt của cái bóng đổ này, thì ở đây thì mình thấy cái trong suốt nó nằm ở cái khúc 50, cho nên mình thấy trên màn hình nó hơi mờ mờ để mà nó hiện ra cho nó cho thấy hiện ra cái hậu cảnh đằng sau phải không? À, giờ mình không mình muốn cho nó đậm hơn thì mình kéo vô, nó kéo vô thì nó càng đen ra. À, rồi càng kéo ra thì nó lại trong suốt, nó càng bự nhiều hơn cho nên nó lại mờ đi. Cứ thế. Rồi. Xong, sau khi mà chúng ta đã làm xong những cái này thì các bạn đã có một cái ý niệm về những cái bảng mà thông số khi mà chọn cho một cái hiệu ứng rồi phải không? À, thì bây giờ là chúng ta lại tiếp tục. Và nên nhớ rằng trong một cái đoạn phim hoặc là một cái hình không có bắt buộc là phải có một hiệu ứng đâu, mà chúng ta có quyền cho nó nhiều hiệu ứng, miễn là làm sao mà nó thấy nó có lý với nhau thì thôi nha. Thì bây giờ chúng ta lại làm tiếp để tôi chỉ cho các bạn những cái hiệu ứng khác. À, thì bây giờ chúng ta muốn làm hiệu ứng nữa thì chúng ta sẽ bấm vô là add new effect nha. Add new effect, bấm vô đây, bấm vô chỗ này này. Ở trong này nó sẽ cho mình có tới, để coi, một đây là một cái phần này, thì trong cái phần này thì chúng ta đã có thấy một cái phần mà chúng ta đã nghiên cứu rồi là cái pan and zoom trong này phải không? Rồi cái phần rotate này chúng ta cũng đã nghiên cứu rồi. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái phần thứ hai của nó là Studio Plus, thấy không? Cái này đây coi nó có cái thứ gì, có thứ gì thì mình sẽ làm thử. Thì trong này nó có nhiều lắm bạn, chẳng hạn như nó sẽ có là blur ha. Ví dụ như bạn muốn cái nào á, à, thì mình lựa lên cái đấy. Chứ bây giờ là tôi lựa cho các bạn một cái nè, là cái HFX filter, là cái bộ lọc của HFX này. Thì muốn cái nào thì mình bấm vô cái đó rồi chưa, rồi mình bấm ok nha. Ok, thì khi mà mình bấm ra ok đó của cái loại này rồi đó hả, thì nó sẽ hiện ra như thế này. Thì thế này thì cũng chưa ăn thua gì. À, thì bây giờ mình sẽ cho nó chạy để mình coi coi cái hình của nó như thế nào.
nó chuyển động cách nào đây. Thì các bạn coi nha, kéo nó ra cho đầu để cho nó dễ ha. Rồi giờ mình coi nè, mình bấm vô cái play này để mình coi. Bất cứ cái nào bạn muốn coi liền thử nó ra làm sao thì bấm vô cái dấu play trên cái màn hình biểu thị này. Bấm vô đây. Các bạn thấy không? Nó chạy đó. Ha, tức là nó chạy theo cái kiểu của nó. Nó chạy theo cái kiểu mà ngoắn ngoắn của nó đó ha. Đó cái đó gọi là FX nha. FX. Bây giờ mình có quyền thay đổi theo cái kiểu chạy đó của nó, có quyền. Thì bằng cách là muốn thay đổi cái đường bay, đường chạy của nó trong cái dạng HFX này thì chúng ta bấm vô đây. Bấm vô chữ là edit. Bấm vô đây nha. Trong cái hình thì nó mới mới chạy chứ còn bấm vô cái chữ này là không chạy nha, bấm vô cái hình vô này, đằng trước mặt đó đó, bấm vô. Thấy chưa? Khi các bạn đã bấm chạy nó vô đây rồi đó thì nó sẽ đưa ra là một cái khung khác. Khung khác. Và từ cái khung khác này chúng ta mới chỉnh. Thì chẳng hạn như bây giờ chà, cái này thì thôi nó dài dòng quá, các bạn cứ biết tới đây thôi nha. Thì tôi nói vậy đại khái vậy thôi, còn không thì nó nhiều quá. Thì sau khi nó vô đây thì các bạn sẽ chỉnh trong mấy cái chỗ này nè. Mấy cái chẳng hạn như là fly rotation, có nghĩa là cái sự mà chuyển động mà bay đi đó á. Thì nó sẽ quay như thế nào, chẳng hạn như quay về hướng dời. Giờ mình lại cầm cứ chỉ cái mũi tên vào trong cái vạch này nè. Các bạn kéo 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 qua kéo lại kéo làm sao kéo tùy ha, để mình thấy cái hướng quay của nó là nó khác đi à, chẳng hạn như vậy đi à, rồi mình cho nó chạy thử coi làm sao nó ở đâu đó, thấy không? Đó thấy không? Nó tới đây cái nó chúi xuống dưới này, có nghĩa là cái đường bay nó khác mất rồi đây à, thấy chưa? Đó, tới đây cái tới đây thay vì hồi nãy nó bay tuốt lên trên này, bây giờ tới đây nó lại bay xuống dưới này đó. Rồi như vậy là những cái phần này là cái ánh sáng mà nó chiếu vào trong cái tấm hình này nó như thế nào à, nó chiếu theo cái hướng chẳng hạn như là ở bên này nó chiếu vô thì mình cứ cứ việc là chỉnh mấy cái thanh này nè, mấy cái cây nhỏ nhỏ này ha, rồi mấy cái này cái này cái này thôi. Đại khái vậy đi, các bạn đã biết về cái bài hồi nãy ấy, thì trong những cái vụ mà shadow hay là này kia các bạn có thể làm được. Ở đây tôi nói ra nó dài dữ lắm, nhưng mà nhớ nha, sau khi mình làm xong cái chuyện như thế này rồi đó hả, là phải nhớ là bấm cái chữ OK này nha. OK này ở dưới cái chân của nó đó là nó mới nhận cái này của mình. Chứ các bạn cứ lo làm mấy hồi quên mất ha, quên mất mà không bấm OK là coi như không, coi như là nó không có ăn thua gì hết. Bấm xong, bấm OK rồi á, nó coi OK ha. À, là nó đã trả về cái màn hình, nó trả về trong cái giao diện chánh của Pinnacle. Và nó sẽ làm cái chuyện đó theo ý của mình đã chỉnh nó như vậy nha. Rồi nó đã nói qua về cái HFX, nó là một cái thí dụ thôi, chứ thực ra mà đào sâu về cái này thì nó cũng mất thì giờ dữ lắm. Rồi bây giờ chúng ta lại đi tiếp, bây giờ chúng ta lại cho nó thêm một hiệu ứng nữa, mình có quyền cho nhiều hiệu ứng nha. Bây giờ mình cho hiệu ứng là mà muốn hiệu ứng nữa thì cũng vậy, cũng cứ add new effect ha, bấm vô đây. Đó thì các bạn có quyền. Giờ chẳng hạn như là kiếm xuống mấy cái thứ này nè, nó có nhiều lắm mà. Nó có nhiều thứ nó cũng hay hay. Chẳng hạn như giờ đây, giờ mình coi cái vụ này đi à, mình coi chẳng hạn như là waterway hay là water drop hay lên phe đây đi, lên phe này cho nó đẹp đẹp một chút. Rồi bây giờ mình vô đây lên phe ha, rồi bấm OK. Đó. Thì bây giờ nó có nghĩa là trong cái hình này nó sẽ dặm thêm cho mình những cái hình mà những cái ánh sáng tròn tròn á, nó gọi là cái ánh sáng tròn như thế nào hiện ra trên đó cho mình. Nó sẽ cho mình những cái thông số như thế này, là cái direction có nghĩa là cái hướng của cái ánh sáng mà nó sáng lóe ra như vậy là nó đi từ đâu tới đâu, là nó kêu chữ top left mà thu theo là có nghĩa là từ cái phía bên trái ở trên mà nó chạy xuống dưới đáy ở phía bên phải. Đó, mình muốn thay đổi mình bấm vô cái cục đèn này, rồi cái mình lựa nha, lựa trong cái đám này nè, nó có nhiều cái hướng đi lắm. Hướng mà từ bên phải qua bên trái, rồi từ ở dưới đáy nó chạy lên trên, lại khá vậy nha. Bây giờ mình cứ để nó đâu cái đó đi. Rồi về cái size có nghĩa là cái kích cỡ của cái cục đó đó, cái cục nó là nó ba lớn. Thì mình kéo ra chừng nào thì nó lớn dữ đấy. Nha. Kéo dữ rồi đó. Cứ đại khái vậy đi. Rồi sau đó các bạn lại bấm xuống cho nó lên tiếp những cái thông số, nó coi làm sao đây.
Đó, cái lô là có nghĩa là cái độ độ chiếu sáng của cái cục đó là sáng cái loại gì. Chẳng hạn như là không sáng gì cả thì bấm cho cục đen thui, à, no glow, thấy không? Đó, no glow có nghĩa là không có chiếu sáng gì hết. Còn bằng như là có chiếu sáng cái loại này thì bấm vô đây, à, mình chọn đó, mình bấm chọn thì nó sẽ chọn cho mình. Rồi bấm vô đây. Giờ mình bấm thử cái này đi nha. Rồi, xong. Có nghĩa là bây giờ mình đã chọn xong, chọn rồi ha. Là rồi thôi đó. Nó không còn cái nào để bạn lựa cho cái chế độ land flare này nữa. Bây giờ mình cho nó chạy, mình coi nó làm sao đi nha. Mình chạy mình mới biết. À, các bạn thấy không đó? Trên màn hình bây giờ các bạn thấy chưa? Nó đã có thêm một cái hiệu ứng mà mình mới làm, đó là những cái ánh sáng mà nó chiếu sáng, những cái cục sáng đó, nó chạy theo cái hướng mà mình đã chọn cho nó. Mình muốn nó hướng nào do mình. Rồi giờ cho nó chạy lại cái nữa coi nè. Rồi thấy không? Đó mấy cái cục này đó nó chạy chéo 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 qua ha. Trong khi cái hình mà phụ vô thì nó lại theo cái hiệu ứng kia, nó tới đây cái nó chúi đầu xuống như này mất mất luôn. Và muốn lâu hay mau á là do mình. Muốn cho nó chúi xuống từ 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 thì mình kéo cái hình mà phụ vô đó, mình kéo cho nó bự ra ha. Mình kéo nó bự ra, có nghĩa là kéo cho nó dài ra thì cái tốc độ mà nó bay á, thì nó bay chậm hơn. Rồi đó, cứ thế các bạn. Chẳng hạn bây giờ muốn cho hiệu ứng nữa để tôi coi có hiệu ứng nào hay hay, tôi chỉ luôn cho các bạn luôn nha. Giờ bắt đầu xuống cái loại là RTFX này, thì nó có một đám trong này nè bạn, chẳng hạn như là water drop này, là cái giọt nước đó nha. Đó, bấm vô đây đi coi nó ra làm sao nha. À, bây giờ cái giọt nước này thì là nó làm sao đây, thì cái progress sẽ có nghĩa là cái sự mà chuyển động của cái giọt nước đó đó là nó như thế nào. Các bạn nhìn qua cái màn hình biểu thị đó, thấy không, nó từ từ hay là nó mau hay nó làm cho dữ tợn ra, thì cứ kéo lớn ra thì sẽ thấy cái chuyện đó. Rồi cái giờ đến cái phần mà ở dưới là drop position, có nghĩa là vị trí của những cái giọt nước đó là nó nằm ở chỗ nào. À, thì mình cũng vậy, cũng kéo nó đang ở cái vị trí số 0, là tức là ở chỗ mà nó ở giữa. Bây giờ mình muốn cho nó nằm một bên đó thì mình kéo bên này, mình kéo bên này, cứ kéo qua kéo lại. Rồi rồi cái làn sóng của nó là mình muốn cho nó có tất cả là mấy cái làn sóng, chẳng hạn như là bốn làn sóng thì bốn, còn bằng như mình muốn là nó cho mình nhiều nè, từ một tới rất nhiều luôn, muốn bao nhiêu đó thì cũng tùy mình. Rồi cái sóng đó là cái chiều rộng của nó đó là bao nhiêu, thì mình ở đây mình đang thấy nó đang nằm ở cái khúc 10, mình cứ việc kéo ra kéo vô mình sẽ thấy là nó bự hơn hay nhỏ hơn. Rồi. Rồi cái phần dưới là chiều cao của cái sóng đó thì cũng là nhỏ hay lớn thì cũng kéo ra kéo vô làm sao thấy vừa ý thì thôi. Đó, cứ thế các bạn, cứ những cái thông số nào mình đã biết quá ha, giống như cái kiểu mà mấy cái hồi nãy đó, cứ thế các bạn làm tới đi nha. Rồi nước này chẳng hạn như là cái chiều sâu của nước này là bao nhiêu thì mình cứ kéo, nói chung là cái kiểu mà cứ kéo kéo và thấy được đó thì thôi. À, rồi đây là đến cái texture mode, là có nghĩa là mình lựa nó cho mình hai loại, cái loại như dày hoặc loại như dày. À, thì vô đây cũng lựa cái nào thì nó sẽ làm cho mình cái đó. Còn lựa vô đây thì nó sẽ lựa nó làm gì cái khác. À, đưa đây để coi làm sao. Rồi cái này là cái phần mà nó xoắn xoắn nha, theo cái kiểu nào thì là kiểu này hay là kiểu này, muốn cái nào cứ bấm vô. À, rồi cái phần detail này là cái phần chi tiết của cái giọt nước đó là ở mức độ bao nhiêu, thì cứ việc kéo ra kéo vô rồi mình coi. À, chẳng hạn như là cho dày đi rồi mình coi, cái quan trọng là cái mình coi. Xong, chúng ta đã nghiên cứu thêm về những cái hiệu ứng cho một cái hình hoặc là một cái đoạn phim có sẵn trong cái Pinnacle này, cứ để rồi các bạn sẽ sáng kiến thêm và áp dụng vô cho từng trường hợp.